Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại đang có mặt trong phòng tư vấn của Thẩm mỹ quốc tế Bali và đang có hai chị khách chuẩn bị sớm tiền để có thể sử dụng cái công nghệ chuyển hóa da thơm mát ép chị 4.0 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Và hãy cùng hỏi cảm xúc của các chị lúc này đang như thế nào ạ? Ở đây ạ. Chị lên phố cái đặt sớm tiền đây ạ. Mình lên Hà Nội. Hey, chào chị. Chị ơi, hey, chào chị ạ. Ôi, thế là chị đang chuẩn bị tiến hành làm cái công nghệ thơm mát đúng không ạ? Ừ đúng rồi, nhưng mà bây giờ hắn đã được cọc tiền nên không phải đi lên phố sắm ít đồ xong nát chị quên lại. À thế lắm. Tại vì mình cũng đang đông khách đúng không? À thế ạ, vâng. Mình là làm cái công nghệ gì hả chị? Cái công nghệ thơm mát gì mà kiểu trẻ hóa nâng cơ đúng không? Mình đi quên. Vâng, thế là hai chị đến từ đâu hả chị? Chị đến từ Quảng Ninh. À thế thì đến cũng khá là xa, thì không biết là mình đi từ lúc nào ạ? Chị đi từ chiều hôm qua. Chiều hôm qua đến gần tối đến đêm thì đến đây. Sáng nay đến đây sớm. Đó, thế không biết là chị cảm thấy như nào, có hồi không khi mà chuẩn bị làm cái công nghệ chuyển hóa da như này? Qua nhân viên tư vấn thì cũng thấy rất là thích và chỉ điều trị một lần duy nhất thôi. À thế ạ. Thì rất là hồi hộp. Mà cũng xem trên Facebook nhiều rồi thấy nó đẹp nên là thế là cũng theo dõi live stream của bên em khá nhiều rồi đúng không ạ? Vâng, thế là cả hai chị cùng làm đúng không ạ chị? Hai chị là bạn thân hả chị? Hai chị em. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ? Chị thì 36 tuổi. 36 thế là cũng là cái độ tuổi mà nó bị lão hóa nhiều đúng không ạ? Vâng. Bây giờ công nghệ thông tin thì nhiều, hay xem báo đó thức đêm chảy hết cơ mặt ra. Vâng, đấy. Lúc nãy thì mình được bác sĩ Vân Anh bên em tư vấn là cũng khá là chi tiết về cái công nghệ này rồi đúng không ạ chị? Còn thắc mắc gì về vấn đề này nữa không ạ? Chị á, trước đây á chị cũng có kiểu như là cũng hay thích đi thẩm mỹ rồi có nâng cái gì chỉ vàng đấy, thì xong được mấy tháng xong rồi giờ nó lại xấu như thế. Chắc có nghĩa là mình cũng hay công việc và thời tiết và hay thức đêm thì nó lại chảy xệ rồi trở lại. Xong rồi sau đấy thì mình biết đến cái thẩm mỹ của mình thì hôm nay là nèo mặt lên đây. Vâng, thế là mình đi từ lúc nào đấy ạ? Chị đến từ chiều tối hôm qua. Thế là cũng có công việc trước, xong sau đó thì là sang đây là làm về công nghệ này đúng không ạ? Giờ làm cái này thì không phải tiêm chích chích thì chị sợ tiêm chích lắm. Trước dùng filler. À thế ạ, vâng. Hai chị em là cùng rủ nhau, thế là qua Bali. Hai chị em là biết thông tin qua mạng, thế là cùng rủ nhau lên trên này. Cũng lâu lâu không lên Hà Nội. Thế là khách hàng cũng gọi là theo dõi fanpage Thẩm mỹ quốc tế Bali cũng khá là lâu rồi. Nói chung là cái liệu trình này rất là tốt. Tại vì là thấy một lần là thích rồi. Chứ nếu mà để nhiều lần thì mình ở xa ấy, đi nó không tiện. Vâng, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Chị yên tâm nhé. Thế thì chiều mình quay lại mình làm đúng không ạ chị? Một lát nữa mình quay lại mình làm đúng không? Lâu lâu lên Hà Nội đi chơi chị đây. Vâng, nên cảm ơn chị rất là nhiều. Chị ạ, em gửi mình cái thẻ bên em ạ. Mọi người có thể băn khoăn thì gọi ngay đến số điện thoại hotline 0386463 để được tư vấn trực tiếp.